Hậu quả thảm khốc của Phong Lôi Các khi đụng vào Tiêu Viêm. Sát phạt Phong Lôi Các là hành động đầu tiên của Tiêu Viêm sau khi bước vào cảnh giới đấu thánh. Lần đầu đặt chân đến Trung Châu, Tiêu Viêm gặp phải đại nạn do bão tố không gian khiến cho bản thân bị thương nặng và lạc vào vùng sa mạc gần Thiên Bắc Thành. May mắn được Hàn Tuyết cứu mạng để báo đáp ân tình Tiêu Viêm trong trận chiến giữa Hàn Gia và Hồng Thần. Tiêu Viêm lại vô tình sử dụng Tam Thiên Lôi Động khiến cho Phong Lôi Các quyết tâm truy sát hắn. Các chủ bát tình đấu tông của Phong Lôi Bát Các, Phỉ Thiên đích thân ra tay. Nếu không có Thiên Hỏa Tôn giả ngăn cản, một đấu hoàng như Tiêu Viêm e rằng không thể vượt qua kiếp nạn này. Sau khi đột phá đấu tông tại Tiên Sơn Huyết Đàm, Tiêu Viêm mạo hiểm đến Lôi Sơn tham gia Tứ Phương Các đại hội để tìm kiếm Phong Tôn giả nhằm giải cứu Dược Trần càng sớm càng tốt. Tại đại hội, các chủ Phong Lôi Các là Lôi Tôn giả phát hiện việc Tiêu Viêm đánh cắp Tam Thiên Lôi Động và giết chết trưởng lão của Bát Các Trầm Vân, muốn đích thân ra tay trừng trị hắn. May thay có Phong Tôn giả can thiệp, Tiêu Viêm được trao cơ hội đánh một trận công bằng. Nếu hắn có thể chiến thắng Phượng Thanh Di, đệ tử được mệnh danh là người mạnh nhất Tứ Các, thì mọi ân oán giữa Tiêu Viêm và Phong Lôi Các sẽ coi như đã được giải quyết. Tiêu Viêm quả là không phụ lòng tin. Hắn sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên đánh tàn đấu kỹ bản mệnh Phượng Hoàng Trung của Phượng Thanh Di, giành chiến thắng vang dội. Trận chiến này đưa Tiêu Viêm trở thành cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Bắc Vực Trung Châu. Lôi Tôn giả không những không thể trừng trị Tiêu Viêm mà còn phải chịu nỗi nhục khi đệ tử cân Phượng Thanh Di bị đánh bại. Sau đó, Tiêu Viêm cùng Phong Tôn giả rời khỏi Lôi Sơn, một mình đến Đan Vực tham gia đàn hội, chuẩn bị thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nâng cao thực lực rồi sẽ quay lại tìm Phong Tôn giả giải cứu Dược Trần. Với tính cách của Tiêu Viêm, trừ khi đụng đến giới hạn của hắn, nếu không hắn sẽ không truy sát kẻ thù đến cùng. Tuy nhiên, Phong Lôi Các lại phải chịu kết cục bi thảm là cả tộc bị tiêu. Vậy nguyên nhân là gì? Đầu tiên, vì Phượng Thanh Nhi là thành viên của Thiên Yêu Hoàng tộc. Sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Lôi Sơn, Lôi Tôn giả đã bảo Phượng Thanh Nhi truyền tin cho Thiên Yêu Hoàng tộc, nói rằng Tiêu Viêm sở hữu cổ hoàng tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng. Hành động này khiến cho Tiêu Viêm nhiều lần bị Thiên Yêu Hoàng tộc truy sát trong hành trình phiêu bạt Trung Châu. Thứ hai, Phong Lôi Các biết được Tiêu Viêm từng được nhị tiểu thư của Hàn Gia cứu giúp khi mới đến Trung Châu. Từ đó về sau họ liên tục đàn áp Hàn Gia trong nhiều năm. Sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Bắc Thành, Hàn Gia lâm vào cảnh khốn cùng, từ một thế lực bá chủ của Thiên Bắc Thành bị Phong Lôi Các biến thành dẫn gia tộc hạng ba. Thứ ba, tại Tứ Phương Các đại hội, Phong Tôn giả đã thẳng thừng tuyên bố rằng nếu Phong Lôi Các muốn giết Tiêu Viêm, Tinh Vận Các sẽ trực tiếp phát động chiến tranh giữa hai các. Từ đó, Phong Lôi Các luôn âm thầm gây khó dễ Tinh Vận Các. Khi Tiêu Viêm bế quan đột phá đấu thánh, Minh Hà Liên Minh do Hùng Điện và Thiên Minh Tông hợp thành tấn công Tinh Vận Các, Phong Lôi Các đã công khai đứng về phía Hùng Điện. Lôi Tôn giả thậm chí còn thừa nước đục thả câu, ra tay sát hại 28 cường giả của Tinh Vận Các. Hành động này của Phong Lôi Các đã chính thức chạm đến giới hạn của Tiêu Viêm. Sau khi đột phá đấu thánh và tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm lược, Tiêu Viêm trực tiếp dẫn quân tiến đến Phong Lôi Các, miêu tả trong nguyên tác vô cùng hạ hê. Lúc này Lôi Tôn giả bị một cường giả đấu tôn của Tinh Vận Các đánh đến mức thảm hại, máu tươi phun ra, nhưng hắn ta vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Tiêu Viêm gầm lên. Tiêu Viêm, Phong Lôi Các ta luôn giao hảo với Thiên Yêu Hoàng tộc, nếu ngươi dám diệt Phong Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không thể bỏ qua cho ngươi. Tiêu Viêm cười lạnh, vung tay chỉ về phía Lôi Tôn giả, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Lôi Tôn giả dù đã vận dụng Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn, nhưng vẫn nổ tung dưới tay của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thống trị chiến trường, tàn sát toàn bộ Phong Lôi Các, sau đó cử ba trưởng lão đấu tôn của Tinh Vẫn Các đến Thiên Bắc Thành và mang theo hai món quà lớn cho Hàn Gia. Món quà thứ nhất là hai bình ngọc chứa đan dược bát phẩm do Tiêu Viêm luyện chế. Món quà thứ hai là thông báo tấn phong Hàn Gia. Và lúc này, trưởng lão đấu tôn tóc bạc của Tinh Vẫn Các cúi đầu trước lão tổ Hàn Gia chỉ mới đạt tam tinh đấu tông rồi nói: Hàn gia chủ, lão phu là người của Tinh Vẫn Các, lần này phụng mệnh thiếu các chủ Tiêu Viêm nâng đỡ Hàn gia trở thành bá chủ mới của Bắc Vực, còn Phong Lôi Các sẽ chính thức diệt vong sau ngày hôm nay. Hàn gia không ngờ rằng việc Hàn Tuyết cứu một thiếu niên năm xưa lại mang đến cho họ nhiều cay đắng, nhưng cũng đưa họ bước ra khỏi vực sâu và đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Tuy nhiên, Hàn Tuyết vẫn luôn yêu thầm Tiêu Viêm, lại lặng lẽ rời đi khi mọi người trong tộc đang vui vẻ ăn mừng. Nàng hiểu rằng với vị trí và năng lực hiện tại của Tiêu Viêm, có lẽ nàng sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.